vui càng đẹp. Và những lúc buồn hay là những lúc đau với người yêu, chẳng hạn như là Khóc chẳng hạn, thì cũng có những bộ cái nét rất là riêng biệt và rất là dễ thương. Xin gửi đến tất cả các anh chị em trong nhóm Sức Sống của chúng ta bài hát Người Yêu Tôi Khóc, và xin xin tặng bài này cho Sơn Long.